Hello anh em, lại là mình đây. Bữa nay mình lại tiếp tục lên clip mới cho anh em nha. Lu bu quá không vệ sinh được, mong anh em thông cảm nha. Máy này thì gọi là siêu vip, cực kỳ mới nha anh em. Nhìn ngoại hình gì là biết máy mới rồi đó. Tình trạng là qua sử dụng, em nó sản xuất vào tháng 12 năm 2021, Red Money nha anh em. Rồi này nó chơi tài xỉu thua cầm đứt, bữa nay mình ra thanh lý. Tình trạng máy là full zin. Máy này vệ sinh ra là mới lắm, mà mình không có thời gian vệ sinh, anh em về chịu cực vệ sinh giùm mình. Đồ đạc là mình bao riêng, gì lô cho luôn con máy. Ít tin nha. Logo đóng nổi. Máy này là cực kỳ vip luôn á. Lần chỉ đen là còn luôn. Có cái này, anh này anh bị đổ mồ hôi tay á, lấy dây đàn quấn lại cầm cho nó chắc cái tay chứ không ảnh hưởng gì đâu anh em, không có bể dở gì hết nha. Cái này mà mở ra bể dở là mình tặng luôn máy này. Ok, thắng thùng là hoạt động bình thường. Ốc tán là còn 7 màu luôn nha, chỉ có là đóng mặt cưa thôi. Cái này về vệ sinh ra là mới, cực kỳ mới, mà mình không có vệ sinh đâu. Mình là đồ thiệt, mình không có sợ lửa. Đó, tem đít đồ là còn luôn nha anh em. Nguyên si, chưa chạm tới một con ốc. Đồ gì nhìn mới nhức răng. Đó. Mặt tiền còn trắng bóc, có cái dính mặt cây, mặt cưa. Cười cười sơ, có cười cười sơ mặt cưa. Bô rin còn đẹp, lòng rin, lòng bạc bích tông thì khỏi phải bàn đi ha anh em. Sọc ngang mà còn trắng bóc, chứ không phải sọc ngang mà vàng. Sọc ngang mà còn trắng bóc, chưa đóng được cái miệng khói của bô nữa. Máy này nó đập thùng đây luôn, mà vì sự cố Y2K vô thảy sạch. Thắng thì làm vô, thua làm giặt, mà nó nguyên tắc rồi. Vô lỡ thua không có tiền chuột, mình thử ra đứt con máy. Bữa nay mình đem ra mình thanh lý cho anh em luôn. Rồi mới tin tình tin, mới dữ lắm nha, con máy này mới dữ lắm mà. Rồi, lòng bạc bích tông là nguyên zin, nói chung là chưa lai một con ốc luôn á, mình dám bao á, mới lắm. Nhìn mình xăng chưa ố vàng luôn, còn cắn bóc. Máy này rửa ra một cái là như mấy thùng. Rồi, mình xin phép test máy cho anh em nghe luôn nha. Nè anh em nhìn cái gù tay giật riêng nó còn cái đồ đàn hồi luôn. Máy mà đứt cái này rồi giật bà hú nha anh em, nặng giật dữ lắm. Rồi mình test máy cho anh em nghe luôn nha. Mm-hmm.
ngọt ngào cho một cuộc tình. Rồi, anh em nào yêu thì liên hệ mình nha anh em. Số điện thoại chút mình để dưới phần mô tả. Anh em nào kết con máy này thì alo cho mình. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em coi video thấy hay á, cho mình xin một like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ, tạo động lực cho mình làm video tiếp theo nha. Tạo một cái sân chơi cho anh em mình giải trí, giao lưu. Nhiều con máy đẹp nữa, chiêm ngưỡng đồ luôn. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào clip sau. Bye bye.